Cuộc thi Hoa hậu trí khôn Việt Nam gây xôn xao dân mạng, thực hư ra sao? Sáng ngày 21 tháng 5, mạng xã hội lan truyền video, hình ảnh được cho là vòng chung kết cuộc thi mang tên Hoa hậu trí khôn Việt Nam. Trong những hình ảnh gây xôn xao mạng xã hội, phong nền sân khấu cuộc thi ghi chữ MIQVN 2023, kèm theo dòng chữ tiếng Việt Hoa hậu trí khôn Việt Nam. Trong clip, các thí sinh tham gia trình diễn với trang phục áo dài trắng cùng nón lá, hệt như một cuộc thi nhan sắc. Điều này khiến cho nhiều khán giả thắc mắc về tên gọi và tiêu chí của cuộc thi. Một số ý kiến bày tỏ sự hoang mang, không biết đây là chương trình tôn vinh nhan sắc hay là trí tuệ. Khái niệm trí khôn trong tiêu đề cuộc thi cũng trở thành chủ đề gây cười với nhiều ý kiến hài hước. Theo tìm hiểu của phóng viên đây không phải là cuộc thi được tổ chức thật sự mà chỉ là tình huống giả định trong một tiểu phẩm diễn tại vòng chung kết gương mặt MC nhân văn tổ chức vào tối 20 tháng 5 ở trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. MC Khánh Tường người dẫn dắt chương trình chia sẻ với phóng viên tiểu phẩm Hoa hậu trí khôn Việt Nam thuộc phần thi hiện dẫn thử thách thứ hai trong đêm chung kết. Theo đó, ban tổ chức chuẩn bị hai tiểu phẩm về các sự kiện diễn ra trong đời sống. Sau đó, top 8 thí sinh sẽ chia làm hai đội, ứng với hai tiểu phẩm. Tiểu phẩm đầu tiên có chủ đề về hầu đồng, tiểu phẩm thứ hai có chủ đề về cuộc thi hoa hậu. Tiểu phẩm Hoa hậu trí khôn Việt Nam lập tình huống giả định về một cuộc thi nhan sắc chưa được cấp phép bị cơ quan chức năng ập vào kiểm tra khi đang diễn ra vòng chung kết. Sau đó, bốn thí sinh MC sẽ bước ra sân khấu để khai thác nhân vật ở hiện trường, thông tin về sự kiện đang diễn ra, sau đó có thêm 1 phút 30 giây để thi hiện dẫn chia sẻ thêm với phóng viên mc thanh thanh huyền thành viên ban giám khảo của chương trình gương mặt mc nhân văn cho biết tiểu phẩm hoa hậu trí khôn việt nam nhận được nhiều sự chú ý của khán giả có mặt theo dõi đêm chung kết hôm qua bản thân người đẹp chín ít khá ấn tượng với sự cố gắng của các thí sinh dự thi có những bạn chưa bao giờ dẫn chương trình nhưng vẫn nhanh nhạy nắm bắt tình huống cơ hội khi đứng trên sân khấu thanh thanh huyền cho hay Gương mặt MC Nhân văn mùa 3 năm 2023 là cuộc thi tìm kiếm tài năng dẫn chương trình dành cho những bạn trẻ có đam mê với nghề nói, mong muốn được trở thành MC. Sự kiện được tổ chức bởi Đoàn Hội Khoa Báo chí và Truyền thông Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đào Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc thi quy tụ sự tham gia của nhiều sinh viên đang theo học tại các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Sau chung kết diễn ra tối ngày 20 tháng 5, ngôi vị quán quân thuộc về thí sinh Triệu Gia Uyên, á quân là đăng khoa